Máy trộn từ cấp liệu là chiếc máy trộn đa năng tích hợp gồm máy múc và máy trộn bê tông trong cùng một máy. Khả năng làm việc nhanh chóng và hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí nhân công tối đa. Thích hợp với những công trình có quy mô từ nhỏ đến lớn xa khu tập kết vật liệu. Khả năng trộn tối đa đạt 12 bao trên một mẻ. Thời gian trộn nhanh đạt từ 6 đến 8 phút trên một mẻ, chưa kể thời gian nạp liệu. Được trang bị động cơ diesel 4 xi lanh vô cùng mạnh mẽ, công suất 55 HP 40 kW mới 100%, cùng hộp số trộn 4 cấp gồm 3 số tiến, 1 số lùi và 2 hộp số phụ nhanh chậm cho phép quá trình trộn bê tông đồng đều và chất lượng. Đặc biệt, máy có khả năng vừa di chuyển vừa trộn với vận tốc đạt từ 30 đến 40 km/h nhờ trang bị hệ thống di chuyển hai cầu, vận hành an toàn và ổn định với hệ thống phanh hơi và trợ lực lái. Cần cấp liệu có khả năng quay toa linh hoạt 200 độ kết hợp cùng gầu nhíp dung tích 0,29 mét khối, hỗ trợ công tác nạp liệu dễ dàng hơn. Ngoài ra, anh chị cũng có thể thay bằng gầu số tùy vào nhu cầu sử dụng khác nhau. Bên cạnh thiết kế nguyên bản của máy có thể tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế tại mỗi công trình. Anh chị có thể yêu cầu thiết kế thêm cửa xả thủy lực, máng xả xoay. Lạc Hồng chuyên nhận thiết kế và sản xuất máy trộn từ cấp liệu theo yêu cầu với các dung tích 6, 9, 12 và 18 bao. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.